Chào đón quý vị đến với clip giới thiệu tủ đài loa kèn. Trong chỗ này em báo cáo quý vị là tủ đài loa kèn vẫn cả còn, nhưng em chưa lắp kèn, vẫn cả còn cả góc đây nữa nhá. Đây, em chưa lắp kèn lên. Em lắp một số mã có mẫu như này cho quý vị. Tất cả những mặt hàng tủ đài loa kèn trên này đều bao hoạt động tốt cho quý vị hết. Hoạt động tốt, có những con nào có những chức năng gì thì chút nữa em sẽ giới thiệu lần lượt từng cái, từng mã, từng model và từng chức năng của em nó. Thì ở đây thì có 5 mã khác nhau. Thì em sẽ làm 5 mẫu khác nhau cho quý vị. 5 mẫu khác nhau. 5 mã tủ đài này. Và trung bình thì nó tầm 7 triệu 9, 8 triệu rưỡi, 9 triệu hay 9 triệu. Báo cáo quý vị là em sẽ giới thiệu trước xong giới thiệu chi tiết này. Bắt đầu từ con đỏ đầu tiên, con tủ đài đỏ đầu tiên. Con này có mức giá là 8 triệu rưỡi. Con 8 triệu rưỡi chắc chắn là cái chức năng nó sẽ hơn. Con thứ hai cũng 8 triệu rưỡi. Con thứ hai 8 triệu rưỡi. Con thứ ba, con màu đen này. Tủ màu đen, đây không phải đen, mà màu cà phê nâu, 7 triệu 9. Con thứ tư đó là con đờn đông, con size này rất là to, đờn đông. Con này 9 triệu 9. Và con cuối cùng đây, con này cũng có mức giá 8 triệu rưỡi. 8 triệu rưỡi. Thì tại sao nó lại có mức giá nó lệch nhau? Thì báo quý vị là những con 8 triệu rưỡi hầu như là nó có thêm cả chức năng cassette. Con này nó cũng có chức năng cassette nhưng nó lại là chạy băng ở phía bên ngoài cùng này. Đấy. Nên nó là 7 triệu 9. Đúng chưa? Thì với tủ đài thì bắt đầu giới thiệu cho quý vị chi tiết từng con, từng mã, từng tên và hình thức. Em nói luôn là tất cả những mã tủ đây đều bao tất cả các chức năng hoạt động tốt thôi quý vị. Kể cả là loa dưới lẫn loa toàn giải, cả phễu kèn trên này luôn, tất cả và tất cả các chức năng hoạt động. Thôi cho nó nhanh để đỡ phải nói dài dòng, còn bây giờ là sẽ giới thiệu chi tiết vào từng con. Đối với con này thì nó đã có mức giá 8 triệu rưỡi, em ghi đây rồi kia, 8 triệu rưỡi kia rồi, được chưa? Về hình thức phía trước phía sau rất là đẹp, kèn thì đẹp rồi, đẹp lung linh rồi, hùng vách đẹp hết đấy. Con này chạy được cả đĩa than. Tất cả bình như con đạo chạy đĩa than. Thì cái thứ nhất là nó có chạy đĩa than là một đĩa than. Con này có thể hạ nhé, quý vị có thể hạ nắp này, đây này, cái nắp này đẩy cái cần này, này, hạ nắp đậy xuống này. Đấy, quý vị có thể đậy nắp xuống và có thể mở lên. Thấy chưa? Để cho nó đẹp thì chạy ngay đĩa than. Tất cả đĩa than hoạt động tốt này. Con này là con Fujian này. Đĩa than hoạt động tốt, hai loa đây, hai loa hai bên. Con này có những chức năng này, thứ nhất là đĩa than này, thứ hai là chạy băng cassette này, chạy băng cassette, được chưa? Cái thứ ba là CD, đĩa CD dưới này, đầu đĩa CD dưới này. Ngoài ra thứ tư là FM, năm là AM, đấy FM. Đấy, quý vị nhìn chưa? FM AM. Đấy. Ngoài ra thì nó có các cổng audio, cổng phone, có nghĩa là con này nó có thể phát sang bộ dàn âm thanh khác cho quý vị. Ví dụ như quý vị đã muốn mở đĩa than trên này nhưng mà lại muốn nghe vào bộ dàn to cho quý vị thì quý vị cắm vào đây, nó có lỗ, cắm đây, cắm vào đấy, đấy, được chưa? Đấy, như vậy, được chưa? Đấy, với con này là như vậy, nó có lỗ phone, tai phone đấy. Sang đến con thứ hai, mà em đo luôn cái size cho quý vị này, cái size kích thước quý vị nhìn này, 1 gang này, 2 gang, 3 gang, nó tầm khoảng độ 55 cm chiều ngang, chiều sâu thế nào, chiều sâu tầm khoảng độ 35. Còn chiều cao thì báo cáo quý vị là nó khá là cao, xem nào, chiều cao em đo 1 này, 2 này, 3, 4, 5, chiều cao nó tầm khoảng độ 85, chiều cao cả vòi kèn, chiều cao tầm 85-90cm, được chưa ạ? 85-90cm, tầm trên 80cm, chiều cao từ đáy lên nóc con loa kèn này. Sang đến cái thứ hai, cái này cũng có mức giá 8 triệu rưỡi. Về chức năng, tất cả các chức năng đều như con vừa giới thiệu, thì em quay gần. Kèn phễu thì đây cũng 8 triệu rưỡi, em ghi đây.
Đấy. Tủ về phía sau đẹp lắm, tất cả đẹp hết, không có gì cả. À, vì con này cũng vậy này, con này thì quý vị với mâm than hoạt động tốt hết, được chưa? À, không đẹp. Quý vị có thể đậy nắp này, quý vị đẩy lên này. Đây, con này Columbia này. Columbia, hết chưa? Quý vị đẩy nắp ngược lên nhé. Đẩy lên thì nó sẽ mở khớp. Quý vị nhớ nhé, quý vị sẽ đẩy nắp ngược lên cái này. Đấy, thì quý vị đẩy lên cái thì nó sẽ hạ xuống. Đẩy nắp lại, được chưa? Đấy, Columbia. Con này là GP18. Columbia, GP18. Đấy, cũng đẩy lên này là xong. Được chưa? Còn cái chó kèn này, con nào cái chó kèn tất cả bao nhiêu con nào quý vị có thể quay chó kèn sang này, quay đi quay lại được, vì nó có tụ tự lựa ở phía giữa, được chưa? Có tự lựa phía giữa. Đấy, nó tự lựa giữa. À, và các quý vị như vậy. Đây quý vị nhìn nhé, xong xuống đến phía dưới. À, xuống phía dưới thì con này có cassette này. Cassette có này. CD có này. Đĩa than có này. Hai loa hai bên đây. Radio FM đều có hết đây, được chưa? Đấy. Ngoài ra thì nó có cổng đây. Cổng tai nghe đây. Quý vị có thể cắm sang bộ dàn khác ở đây. Quý vị nhìn thấy chưa? Đây nó có cái, đây nó gọi là cái tai phone. Quý vị có thể cắm tai phone hoặc là cắm, ví dụ quý vị mở đĩa than đây, quý vị muốn cắm line sang một bộ nghe nhạc to của quý vị, cắm vào đây. Ok chưa? Tất cả dùng bình thường, mức giá 8,5 triệu. À, sang đến con bên này. Sang đến con bên này thì nó, con này thì tất cả các chức năng nó cũng không khác gì con kia. Nhưng con này thì nó lại chạy cái kiểu bằng bằng cassette, cái bằng cối, bằng cassette gì này. Đặt ở hốc ở đây cơ. Đấy. À, với con này thì là mức giá của em nó là 7,9 triệu. 7,9 triệu. Con này thì 7,9 triệu. Báo cáo quý vị là đối với con này, đối với con này tất cả radio FM CD có. Con này chỉ nhiệt cái là nó không chạy bằng cassette phổ thông thôi, nhưng mà nó lại trội hơn những con khác là nó có cổng cắm AUX này. Quý vị có thể cắm điện thoại vào đây nghe được, nghe loa qua loa con này. Quý vị có thể cắm điện thoại, máy tính, tivi, laptop nghe vào con này cũng được. Nó có cổng AUX này, có cả cổng tai phone đây, cổng trước có hay cổng sau, và đặc biệt đằng cổng sau cũng có. Đấy, con này 7,9 triệu. Đây con này đằng sau cổng AUX đây, và cổng line vào đây. Có nghĩa là cổng line là cổng quý vị cắm điện thoại vào đây này, nó hát qua bộ dàn này. Còn cổng AUX, cổng in vào, cổng line, cổng out này, đây cổng in này là vào này, cắm điện thoại, máy tính, laptop vào đây. Còn cổng này là cổng quý vị cắm quay ra bộ dàn âm thanh khác. Đấy, 7,9 triệu bộ này. Tất cả những con chó kèn này nó đều có, đều xoay tự lựa, bởi vì cái củ lựa đây này, đây này, nó có thể xoay nó tự lựa tại đây được. Nên quý vị có thể xoay phễu kèn theo hướng nào quý vị thích. Khi quý vị đặt ở trên bàn nhà quý vị thì quý vị có thể xoay theo cái phễu kèn này theo hướng nào quý vị thích, trái được, phải được, để cho nó hợp với lại cái khung khung cảnh của cái chỗ mình kê, mình trưng bày. Sang đến tiếp tục nữa, đến bên đây đó là chiếc tủ đài đờ nông. Chiếc tủ đài đờ nông này thì báo cáo quý vị là quý vị nhìn đây thì biết này, riêng con đờ nông này thì báo cáo quý vị là không kiếm được ra đâu, rất là ít, rất ít hàng. Con đờ nông này mức giá là 9,9 triệu. 9,9 triệu, trước đầu toàn 10 triệu, 10 triệu mấy đây, 9,9 triệu, được chưa? Đây là con tủ đài đờ nông, phải nói là nó đẹp mỹ mãn luôn, đẹp mỹ mãn cho nó nhanh. Tủ đài đờ nông có cả cassette này, có cả đĩa than này, cả CD luôn, radio FM đầy đủ. Loa con này thì khỏi phải bàn, ok chưa? Hoạt động hết. Đấy, mức giá 9,9 triệu con tủ đài đờ nông này, 9,9 triệu. Đối với con tủ đài đờ nông này các bác nhìn hộ em kỹ nhá. Cái size của nó này, nhìn này, 1 này, 2, 3, size của nó 60 chiều ngang. Chiều sâu, hậu sâu của nó xít soát 40, nó tầm 36, 38. Còn chiều cao nó tầm 85, 90 thôi. Chiều cao từ dưới này lên đến đỉnh con này toàn 85, 90 thôi. Báo cáo quý vị là
Đang coi bài tí nhỉ? Đang coi bài. À, kích thước 8x90. À, còn đến cái con cuối cùng. Con cuối cùng đây thì báo cáo quý vị là con cuối cùng thì quý vị biết đấy, mức giá của em nó cũng là mức giá 8,5 triệu. 8,5 triệu. 8,5 triệu. Quý vị nhìn chưa? Hàng đẹp lắm, đẹp lung linh. Đẹp lung linh luôn, 8,5 triệu. À, con này tất cả những loa toàn giải ở đây hát tất, loa trên kèn này đều hát hết, bao hát hết cho quý vị. À, con này mâm than này chạy tốt này. À, tất cả mâm than chạy tốt này, cassette chạy tốt, cassette còn đẹp lắm. Con này thì đẹp lung linh luôn. Và các quý vị, con này quá đẹp luôn. Đẹp không thể ngờ được, nó đẹp này. Quá đẹp luôn. CD ở dưới thế. Chưa, thiết kế rất là phong cách. À, con này 8,5 triệu. Tủ đài, tất cả những cái nắp trên này đều mở lên đậy xuống được nhé, các bác nhé, đều đậy được. Đấy, đều hạ xuống được, được chưa? Đều hạ được hết, được chưa? Đều hạ được hết, mở lên. Đấy, hoặc là khóa lại. Đấy, mở lên. Con nào cũng thế thôi. Đúng không? Con này nó thật đẹp, quá đẹp luôn. Con này có nút like đấy ạ. Quý vị chú ý nhé. Quý vị muốn nó phát sang bộ dàn khác, quý vị cấm đường mic vào đây, ở đường live tín hiệu đây. Con này có đĩa than này, CD này, cassette này, radio FM AM, loa hoạt động tất cả ok hết. Mức giá vừa bán cho quý vị rồi. À, vừa rồi là toàn bộ clip giới thiệu đến cho quý vị một số mã tủ đài kèn. Một số mã tủ đài kèn. Đấy. Tủ đài kèn. À, quý vị nào có nhu cầu thì liên hệ số điện thoại là 0911 169 961 em giao chuyển hàng toàn quốc. À, cảm ơn quý vị đã theo dõi. Chết là cái điều khiển này, cái điều khiển này, cái điều khiển của tivi nó cứ